Nhà sách Tự Lực Hân Hành giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Bạch Mã Hoàng Tử của tác giả Hồng Sakura. Hồng Sakura tên thật là Nguyễn Thị Thu Hồng, nổi lên từ những năm 2006, 2010 với dòng văn học mạng dành cho giới trẻ. Đến nay, tác giả đã in và phát hành 7 truyện dài được độc giả yêu thích. Không khoa trương và màu mè, truyện của Hồng Sakura gần gũi và chân thật, ngôn từ đơn giản nhưng sinh động như thể một người bạn đang say sưa kể chuyện đời mình. Tác phẩm Bạch Mã Hoàng Tử của tác giả Hồng Sakura hiện đang được bán tại nhà sách Từ Lực, địa chỉ 14318 Rupert Street, thành phố Garden Road, CA 92843 USA điện thoại 18882047749 và 7146768310 độc giả ở xa muốn mua sách xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tựlực.com